Cách để mở khóa iPhone không cần passcode, cùng viết bởi nhân viên của VikiHow. Nếu như quên mật khẩu khóa màn hình passcode của iPhone, bạn có thể xóa dữ liệu điện thoại và mật mã iTunes, sau đó khôi phục sau lưu dữ liệu. Mật mã của bạn sẽ được xóa trong khi những trình thao tác cho phép bạn đặt lại mật mã mới. Bạn cũng có thể dùng Siri để có thể xử lý màn hình. Tuy nhiên, thực hiện việc này trên iPhone của người khác là phạm pháp. Ngoài ra, lưu ý rằng việc bỏ qua mật mã thông qua Siri chỉ áp dụng được trên hệ điều hành của iOS chính và có thể sẽ bị thay đổi. Tương tự như những phương pháp khác cho phép bạn bỏ qua mật mã, đây là lỗi nằm ở ngoài dự tính, vì vậy Apple có trách nhiệm khắc phục khi phát hiện ra sự cố. Bỏ qua khóa màn hình trên iOS 9.2.1. 1. Đảm bảo điện thoại của bạn đang chạy phiên bản iOS phù hợp. Thao tác này sẽ không áp dụng được trên iPhone với phiên bản iOS 9.3 và mới hơn. Việc hạ thấp phiên bản iOS có thể thực hiện được nếu như bạn không cài bẻ khóa jailbreak iPhone. Nhưng lưu ý rằng cách này sẽ khiến cho bạn không được hưởng chính sách bảo hành của Apple. 2. Chắc chắn rằng iPhone của bạn đã được khóa. Phương pháp này không vô hiệu hóa mật mã của màn hình, nên bạn cần phải thực hiện bước khôi phục dữ liệu iPhone để có thể xóa mật mã vĩnh viễn. 3. Nhấn giữ nút Home trong 2 giây để có thể bật Siri. 4. Hỏi Siri giờ hiện tại. Màn hình sẽ hiển thị biểu tượng đồng hồ theo giờ của địa phương. Siri trả lời câu hỏi What time is it? Bây giờ là mấy giờ? Tốt hơn các cách hỏi khác, chẳng hạn như Would you tell me the time? Cho tôi biết giờ được không? 5. Chạm vào biểu tượng đồng hồ để có thể mở trình đơn WorkLock giờ quốc tế. 6. Chạm vào dấu cộng ở phía trên góc phải của màn hình. 7. Gõ vài ký tự vào thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình. Các ký tự này không cần phải có ý nghĩa, bạn chỉ cần gõ để có thể chọn rồi sao chép. 8. Chạm và giữ thanh tìm kiếm, sau đó thả tay để có thể tô chọn chữ. 9. Chạm vào chữ một lần nữa, sau đó chọn Copy sao chép. Thao tác này sẽ sao chép chữ đã chọn để bạn có thể dán ngay vào đó. 10. Chạm vào mũi tên bên phải copy, rồi chọn share chia sẻ để mở những trình đơn với nhiều sự lựa chọn chia sẻ khác. 11. Chạm vào sự lựa chọn message tin nhắn để có thể mở ra cửa sổ soạn tin mới. 12. Chạm vào giữ trường to đến ở phía trên màn hình rồi chọn pay dán. 13. Chờ khoảng 2-3 giây, sau đó hãy nhấn nút home. Thao tác này sẽ thu nhỏ cửa sổ iMessage và đưa bạn thẳng đến màn hình chính. Như vậy, bạn đã có thể hoàn thành thành công công việc bỏ qua khóa màn hình trên iOS 9.2.1. Xóa và khôi phục dữ liệu bằng iTunes. 1. Gắn dây sạc của iPhone vào trong điện thoại và máy tính. Đầu USB của dây sạc đầu to sẽ gắn vào trong máy tính, còn đầu nhỏ sẽ gắn vào trong cổng sạc của iPhone. Mặc dù bất kỳ một dây sạc USB nào dành cho iPhone đều có thể sử dụng được, nhưng bạn nên dùng dây sạc đi kèm với iPhone của mình để có được một kết quả tốt nhất. 2. Mở iTunes trên máy tính nếu như nó vẫn chưa tự mở. Tùy thuộc vào từng dòng máy tính mà bạn có thể phải xác nhận muốn mở iTunes tự động sau khi đã kết nối với điện thoại. 3. Chờ iPhone đồng bộ với iTunes. Thành công cụ ở phía trên của cửa sổ iTunes sẽ hiển thị Saying Your name is iPhone. Tap is up E đang đồng bộ iPhone, tên của bạn bước is trên E. Sau khi iPhone đã hoàn tất việc đồng bộ với iTunes, bạn có thể bắt đầu quá trình khôi phục dữ liệu. 4. Nhấp vào device thiết bị để có thể mở thẻ summary thông tin của iPhone. Đó là một biểu tượng iPhone ở bên dưới thẻ account tài khoản. 5. Nhấp vào backup now sao lưu ngay bên dưới phần backup sao lưu. Mặc dù bước này không bắt buộc, nhưng đây là một cách để có thể đảm bảo dữ liệu của bạn không được cập nhật khi khôi phục từ thời điểm sao lưu. Nếu như bạn đã bật chế độ sao lưu tự động, bạn cần phải sao lưu một lần nữa. Điện thoại của bạn đã được sao lưu ngay khi kết nối với máy tính. Kiểm tra ngày sao lưu mới nhất ở bên dưới phần backup sao lưu để xác nhận rằng dữ liệu điện thoại của bạn đã được sao lưu. Khi đã sao lưu điện thoại, bạn có thể chọn iCloud để có thể sao lưu dữ liệu tài khoản iCloud hoặc là disk computer máy tính này để có thể lưu lại dữ liệu điện thoại vào trong máy tính hiện tại. 6. Nhấp vào Restore iPhone, khôi phục iPhone trong phần thông tin iPhone ở đầu trang iTunes. Nếu như đã bật Find My Phone, tìm iPhone của tôi, iTunes sẽ yêu cầu bạn tắt tính năng này trước khi bước khôi phục diễn ra. Bạn thực hiện việc này bằng cách mở ứng dụng Setting cài đặt để có thể mở phần cài đặt, kéo xuống phía dưới và chọn iCloud, kéo xuống phía dưới một lần nữa và chọn Find My iPhone, rồi đẩy thanh trượt lên bên cạnh Find My iPhone sang bên phải để có thể tắt tính năng Find My iPhone. Có thể bạn cần phải nhập mật mã iCloud để có thể hoàn tất được bước này. 7. Nhấp vào Restore and Update, khôi phục và cập nhật để có thể xác nhận quyết định của bạn. Bạn hãy nhớ đọc thông tin trong cửa sổ vừa hiển thị trước khi tiếp tục để có thể biết được điều gì sẽ xảy ra khi bạn sao lưu iPhone. 8. Nhấp vào Next tiếp tục, sau đó hãy chọn Agree đồng ý để bắt đầu quá trình khôi phục. Điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với điều khoản và điều kiện sử dụng phần mềm của Apple. 9. Chờ quá trình khôi phục dữ liệu hoàn tất. Quá trình này có thể mất vài phút vì iTunes sẽ xóa và cài đặt lại trên iOS điện thoại của bạn. 10. Chọn thời điểm khôi phục trong lựa chọn Restore from this backup, khôi phục từ lần sau lưu này. Nhấp vào thanh công cụ với tên iPhone của bạn để có thể thực hiện công việc này.
ngày và địa điểm của một lần sao lưu đã chọn sẽ hiển thị ở bên dưới thanh đó. Chọn lần gần nhất để có thể có được một kết quả tốt nhất. Nhấp vào trong vòng tròn bên cạnh Tristar Fenris Makeup để hiển thị thông tin nếu như đây không phải là một lựa chọn mặc định của bạn. 11. Nhấp vào Continue tiếp tục để có thể bắt đầu quá trình khôi phục dữ liệu. Như vậy, iTunes sẽ bắt đầu khôi phục dữ liệu điện thoại. Bạn sẽ lấy thông tin Time Remaining, thời gian còn lại ở bên dưới cửa sổ để có thể khôi phục dữ liệu vừa hiển thị. Việc khôi phục dữ liệu mất khá nhiều thời gian, thường là khoảng từ 20 đến 30 phút, tùy theo lượng dữ liệu mà bạn cần phải khôi phục. 12. Vuốt dòng chữ Style to Unlock trước để có thể mở khóa trên màn hình điện thoại. Đây là một thao tác mở khóa màn hình, lưu ý rằng bạn sẽ không cần phải nhập mật mã. Bạn có thể đặt lại mật mã mới trên điện thoại vào bất cứ lúc nào tại thẻ passcode mật mã trong ứng dụng setting cài đặt. 13. Nhập mật khẩu Apple ID khi được yêu cầu để có thể khôi phục dữ liệu trên điện thoại. Lưu ý rằng bạn cần phải cần chờ thêm một khoảng thời gian để cho những ứng dụng trên điện thoại cập nhật và trở về trạng thái trước khi xóa. Lời khuyên, nếu như không nhớ mật khẩu Apple ID, bạn có thể đặt lại từ trang iCloud bằng cách nhấp vào trên đường dẫn Forget Your Password, quên mật khẩu và thực hiện theo những hướng dẫn ở trên màn hình. Để chống cho việc bỏ qua mật mã thông qua Siri, bạn có thể đặt mật mã cho việc sử dụng Siri tại thẻ passcode mật mã trong ứng dụng setting cài đặt. Cảnh báo, với phiên bản iOS 9.3.3, bạn không thể sử dụng thao tác bỏ qua mật mã thông qua Siri để có thể truy cập điện thoại. Nếu như điện thoại chưa được sao lưu trước khi xóa, bạn không thể khôi phục lại dữ liệu.